Không có ai à? Thế cái bánh này là của ta rồi. Đứng lại. Biết ngay kẻ trộm chính là Gobom mà. Ê, nhưng mà vừa rồi là cái máy gì thế? Cái này mà cũng không biết. Khối cảm biến hồng ngoại mới của phiên bản 0.45. Khối này có thể kiểm tra khoảng cách được các vật phẩm và phát ra tín hiệu. Ngoài ra còn có khớp nối. Khối cánh tay thủy lực. Kẹp cơ khí. Giảm sóc. Máy cảm ứng ánh sáng nữa. Sao? Thấy phiên bản mới ngầu lòi không?